Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc mặc dù còn chưa thể phục hồi hết những thiệt hại lớn vì cơn bão số 5 vừa qua gây ra, thì đã phải gánh chịu cảnh báo chồng bão. Theo những cập nhật mới nhất, cơn bão Hải Quỳ tiếp tục càn quét qua nhiều vùng ở quốc gia này, khiến cho Trung Quốc thiệt hại thêm hàng tỷ nhân dân tệ, và còn đó là cả con người. Mặc dù đã suy yếu khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, bão Hải Quỳ đã gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực trong tỉnh, với lượng mưa trên 300mm, chỉ trong vòng hơn 24 giờ đồng hồ. Lũ lụt do cơn bão này gây ra đã cuốn trôi người và nhiều tài sản của người dân. Mưa dữ dội do ảnh hưởng của cơn bão Hải Quỳ đổ bộ vào miền Đông Nam Trung Quốc vào sáng ngày 29 tháng 9 đã gây lũ lụt và ngập úng. Theo Tân Hoa Xã, một xe cứu hỏa chở 9 nhân viên đã bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đang thực hiện hoạt động cứu hộ tại một ngôi làng của tỉnh Phúc Kiến. Đến 8 giờ sáng ngày thứ Ba theo giờ địa phương, 6 nhân viên cứu hỏa đã được cứu, 3 người vẫn mất tích. Các chuyên gia thời tiết cho biết, lượng mưa do bão Hải Quỳ đã phá vỡ kỷ lục 12 năm tồn tại ở thủ phủ tỉnh Phú Châu. 49 hồ chứa được cảnh báo mực nước vượt qua giới hạn. Bão đã khiến nhiều trường học ở Phúc Châu, Hạ Môn, Tiền Châu và Phủ Điền phải tạm thời đóng cửa. Nhiều chuyến bay tại hai sân bay ở thành phố Phúc Châu và Tiền Châu đã bị hủy, trong khi các địa điểm vui chơi như khu du lịch và công viên cũng như những hoạt động vận tải đường thủy trong tỉnh đều ngừng hoạt động. Nước lũ tràn xuống các đường phố ở Phúc Châu và thành phố Phúc Thanh ở phía Nam, cuốn trôi xe máy, thùng rác và làm nhiều ô tô bị mắc kẹt, ngập nước. Hơn 36.000 người phải sơ tán khỏi nhà, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại, và gần 4.195 ha đất nông nghiệp bị ngập, gây thiệt hại 552,1 triệu nhân dân tệ, tương đương 75 triệu đô la Mỹ. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, bão Hải Quỳ, cơn bão thứ 11 trong năm nay ở Trung Quốc, đã đổ bộ vào khu vực ven biển của huyện Đông Sơn thuộc tỉnh này vào sáng ngày thứ Ba, với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 72 km/h. Trong khi đó, cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc thông tin lượng mưa tích lũy ở Phúc Châu đã lên tới 554mm, đi kèm với lượng mưa kỷ lục hàng giờ gần 150mm. Con số này đã vượt qua lượng nước đo được do cơn bão số 5 trước đó, vốn đã gây lũ lụt cho tỉnh Phúc Kiến và làm thiệt hại hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Một quan chức địa phương cho biết cần phải giải quyết tình trạng ngập úng ở cả thành phố cũ và khu đô thị mới. Phủ Điền và Tuyền Châu nằm trong số 6 thành phố khác ở Phúc Kiến được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa dự kiến sẽ kéo dài đến thứ Sáu ở các khu vực miền Trung và Nam tỉnh, nơi cơn bão Hải Quỳ đổ bộ sống vào thứ Ba trước khi suy yếu và giảm cấp thành bão nhiệt đới. Bão Hải Quỳ cũng đang ảnh hưởng đến tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc và dự báo sẽ tiếp tục suy yếu. Trước khi tràn vào Trung Quốc đại lục, bão Hải Quỳ đã hai lần quét qua thành phố Cao Hùng, phía tây nam của Đài Loan, Trung Quốc. Tại đây, bão đã gây ra mất điện trên diện rộng, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước và cây xanh bị bật gốc, đồ đạc xe cộ bị dòng nước cuốn trôi và một số ô tô mắc kẹt trong khu vực ngập nặng. Cơn bão lần này đổ vào Trung Quốc lớn tới mức đã tạo ra một vài sự kiện khá bất ngờ, cụ thể như một cabin gió ngoài khơi Trung Quốc do tập đoàn Tam Hiệp chế tạo đã phá kỷ lục thế giới về sản lượng điện trong một ngày khi nó tạo ra 384,1 MW một giờ, đủ để cung cấp điện cho gần 170.000 ngôi nhà trong cơn bão Hải Quỳ. Con số này vượt qua kỷ lục trước đó của công ty Vestas Đan Mạch thiết lập hồi tháng trước với mẫu tua bin gió ngoài khơi V236 tại Trung tâm Thử nghiệm Quốc gia Otteri dành cho tua bin gió lớn miền Bắc Đan Mạch. Cụ thể, tua bin này có công suất 16 MW với mỗi cánh quạt dài tới 123 m. Mặc dù các cánh quạt được làm bằng sợi carbon nhẹ, độ bền cao, nhưng mỗi lưỡi dao lại nặng hơn 54 tấn. Khi hoạt động ở tốc độ tối đa, mép lưỡi dao có thể đạt tới 70% tốc độ âm thanh, nhanh hơn gấp đôi tốc độ của các tàu cao tốc. Tua bin ngoài khơi phá kỷ lục mới nhất được tập đoàn Tam Hiệp của Trung Quốc chế tạo và lắp đặt ngoài khơi bờ biển Tinh Tan, tỉnh Phúc Kiến vào cuối tháng 6. Đơn vị này bắt đầu cấp điện lên lưới từ ngày 19 tháng 7, theo báo cáo chính thức của tập đoàn Tam Hiệp.
Mặc dù nhiều vùng ở Trung Quốc đang phải đối diện với tình cảnh bão lũ nghiêm trọng, thì có những nơi cái nắng gay gắt của mùa hè vẫn chưa buông tha cho người dân. Theo Cục Khí tượng của Trung Quốc vào ngày thứ Ba cho biết, nhiệt độ trung bình mùa hè năm nay ở đất nước tỷ dân cao hơn bình thường là 0,8 độ C, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Cục Khí tượng Trung Quốc ngày thứ Ba tổ chức họp báo công bố đặc điểm thời tiết và khí hậu của nước này trong mùa hè năm nay từ tháng 6 đến tháng 8. Theo ông Giản Tiểu Long, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, khí hậu nước này trong mùa hè năm nay nhìn chung là ít mưa và nóng hơn. Nhiệt độ trung bình trên cả nước là 22 độ, cao hơn cùng kỳ các năm 0,8 độ C, đạt mức cao thứ hai trong cùng kỳ thời kỳ kể từ năm 1961 và chỉ thấp hơn mức 22,3 độ C của cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nền nhiệt ở Bắc Kinh, Hà Bắc, Hà Nam và Tân Cương đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử cùng thời kỳ. Thiên Tân và Sơn Đông đạt ở mức cao thứ hai, Sơn Tây, Ninh Hạ, Quảng Đông và Vân Nam ghi nhận nền nhiệt cao thứ ba. Ông Giản Tiểu Long còn cho biết nhiệt độ toàn cầu trong năm nay cũng ở mức cao. Nhiệt độ trung bình ở khu vực lục địa là 15,2 độ C từ tháng 6 đến tháng 8, cao hơn 0,6 độ C so với mức trung bình 14,7 độ C trong cùng thời kỳ. Năm nay là mùa hè nóng thứ ba trên toàn cầu kể từ năm 1961. Nhiệt độ ở Tây Âu, Trung Á, hầu hết các khu vực Tây Bắc Trung Quốc, Canada và Bắc Mỹ cao hơn từ 1 đến 2 độ C, đặc biệt miền Bắc Canada cao hơn từ 2 đến 4 độ C, có nơi lên tới 4 độ C hồi tháng 7 vừa qua. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc thì tính đến hết tháng 6, Trung Quốc đã ghi nhận 4,1 ngày nền nhiệt trung bình trên 35 độ C trong năm nay. Đây là con số cao nhất cùng thời điểm kể từ khi có các ghi chép khí tượng năm 1961 và nhiều hơn hàng năm 1,9 ngày. Khu vực phía Bắc nước này, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là tỉnh Hà Bắc và thành phố Thiên Tân lân cận. Nhiệt độ trung bình tháng 6 ở 4 tỉnh thành gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Tân Cương đã đạt mức cao nhất trong lịch sử cùng thời kỳ. Cũng theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, thì từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã xảy ra 4 đợt thời tiết nhiệt độ cao cục bộ vào các ngày từ 28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, ngày 6 đến ngày 12 tháng 6, ngày 14 đến ngày 17 tháng 6, 21 đến 30 tháng 6. 301 trạm khí tượng quốc gia trên toàn quốc đã có nền nhiệt cao nhất trong ngày đạt mức cực đoan, trong đó 110 trạm đạt hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử, như Sảo Ra 44,4 độ C và Nguyên Mưu 43 độ C ở Vân Nam, Thang Hà Khẩu 41,8 độ C ở Bắc Kinh, Lang Phường 41,6 độ C ở Hà Bắc. Thời tiết nắng nóng đã khiến nhu cầu với các sản phẩm chống nắng, tay áo và khẩu trang chống nắng tăng cao. Dữ liệu trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc cho thấy, người dân Bắc Kinh, Quảng Đông và Giang Tô chi nhiều nhất cho các mặt hàng chống nắng. Doanh số bán bikini, che mặt, khẩu trang đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cũng đã liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa lớn màu xanh đối với các khu vực Tây Nam nước này. Với 11 tỉnh thành bị ảnh hưởng, 6 người đã thiệt mạng vì lở đất do mưa lớn ở quận Vân Châu, thành phố Trung Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc cuối tuần trước. Kính thưa quý vị, Hồng Kông hứng chịu cơn mưa thế kỷ một lần, gây lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực, trong đó có trang trại nuôi lợn ở hố khủng long Takuling bị ngập. Trang trại chăn nuôi lợn đã hoạt động được hơn 30 năm, ban đầu có khoảng 500 đến 600 con lợn, nhưng sau một trận mưa lớn thế kỷ và lũ lụt đã cuốn trôi ít nhất 200 đến 300 con lợn. Người phụ trách là ông bà Yu cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên chiều ngày 29 tháng 9, lũ về quá nhanh và quá mạnh, nơi sâu nhất nước cao hơn đầu người. Bà Yu miêu tả đây là trận mưa bão tồi tệ nhất kể từ khi công ty mở cửa. Vợ chồng bà chỉ có thể nhìn những đàn lợn bị cuốn trôi với đôi mắt trắng dã, mô tả đàn lợn trong trang trại như bị tiêu diệt. Ông Yu ước tính một cách dè dặt rằng thiệt hại ít nhất là hơn 1 triệu nhân dân tệ. Những con lợn duy nhất còn sống sót đã mắc kẹt dưới nước. Chúng cố gắng sống sót trong tình thế nguy hiểm ngoài đồng ruộng, nhưng hai vợ chồng không có cách nào để cứu chúng và chỉ có thể cam chịu số phận. Cục Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn cho biết sáng ngày 29 tháng 9 đã chủ động liên hệ với người phụ trách trang trại lợn và biết được tình hình liên quan, đã bố trí nhân lực phương tiện để hỗ trợ trang trại lợn liên quan xử lý xác lợn trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ cung cấp hỗ trợ thích hợp khác. Cục Dịch vụ Thoát nước đã trả lời câu hỏi của phóng viên vào ngày 29 tháng 9 cho biết họ nhận được báo cáo về lũ lụt tại một trang trại lợn ở Long Long Hoang. Sở đã ngay lập tức cử đội ứng phó khẩn cấp đến hiện trường để kiểm tra và giải quyết tình trạng ngập lụt, bao gồm lắp đặt máy bơm nước, dọn sạch sông ngòi và các biện pháp khác. Tình trạng ngập lụt sau đó đã được giảm bớt.
Sở cũng cung cấp bao cát cho các trang trại lợn và người dân lân cận để đối phó với mưa bão lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chiều ngày 29 tháng 9, các phóng viên đã đến thăm trang trại lợn nơi xảy ra vụ thiệt hại lớn do mưa bão. Họ thấy bên ngoài hàng rào của trang trại lợn là một sườn đồi nhỏ. Trên sườn đồi còn có một hàng rào khác cao ngang ngực một người đàn ông trưởng thành. Ngoài hàng rào có một cái mương, đối diện có một hàng rào khác. Một sườn đồi nhỏ, trên sườn đồi nhỏ vẫn còn rất nhiều lợn bị mắc kẹt, một con bất động nghi là đã chết, còn có hơn 10 con lợn đang vùng vẫy. Một trong số chúng đang nửa chìm dưới nước và phát ra tiếng kêu yếu ớt, muốn dồn đàn lợn từ trang trại lợn lên sườn đồi thì mực nước cần phải đạt 4 mét bằng cách kiểm tra trực quan. Đây không phải là lần đầu tiên lũ lợn cuốn trôi trang trại lợn của vợ chồng ông Yu. 2 năm trước, một trận mưa lớn cũng đã gây lũ lụt tại trang trại lợn, khiến hơn 40 con thiệt mạng và thiệt hại hàng trăm nghìn nhân dân tệ. 2 năm sau, lịch sử đang lặp lại và bà Yu tin rằng nguyên nhân là do một nhà kho gần đó được xây dựng vào năm 2019. Bà cho biết, trước khi xây nhà kho, vốn có một dòng sông tự nhiên cạnh trang trại lợn nằm ngoài hàng rào trên sườn đồi phía trên trang trại lợn, nơi có dẫn nước hiện nay. Tuy nhiên, sau khi nhà kho được xây dựng, có người nghi ngờ họ lấp sông vì mục đích ích kỷ để tăng công năng sử dụng. Sông biến thành kênh gây tắc nghẽn nước và lũ lụt rất lớn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.